xin chào cả nhà. Đang chơi chương trình ca sĩ bí ẩn đây. Anh em cũng có dự tính là sẽ tái hợp dự án song ca. Thời điểm này thì mọi người lên xem phim Ông Trùm đi, Ông Trùm 2 đi, phát hành rồi. Trending. Đang top 5 trending rồi. Sau một ngày mà top 5 trending thịnh hành, coi như là ghê gớm lắm. À, cảm ơn mọi người đã quá khen. Hồi nãy rõ ràng lúc chào đầu là không có dắt Quỳnh Anh ra. Ga lăng lúc nào cũng phải ga lăng của ông ấy sao? Lúc đầu là anh Chí Tài, chị Định Hương ra, phót tay nhau ra. Sau là anh Ba là dìu chị Duyên ra. Còn anh cứ phong phong bánh đi mình. Người ta phót tay hoặc là người ta kết tay nhau đi ra là người ta đã chuẩn bị trước rồi, người ta dặn trước rồi đó. Còn anh, em vô em không 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 em ơi, anh dắt ra nào, ví dụ vậy. Chứ ai mà kể cả có vợ ngồi dưới thì vợ với em là vô cánh gà là không có nói gì với mình hết trơn. À, không thèm nói gì mình hết á. Dạn đứt từ chương trình này nhá. Dạn đứt từ ca sĩ bí ẩn nhá. Kể là hôm nay người ta đang ở trên top 5 thịnh hành, cho nên là tự nhiên đầu óc bay trên mây, đang sung sướng quá nhưng không có để ý một cái gì trên đời nữa cả. Trong phim thì có một bài hát mới nữa, có bài hát đó là bài Đời Cho Những Gì, sáng tác mới của ca nhạc sĩ Đạt Tri đó. Vậy nếu không đi sẽ được gì, sẽ có gì? Vì đắng cay kia có ngọt ngào như anh vẫn thường mơ, vùi lấp cơn đau của cuộc đời bằng nụ cười. Mọi khó khăn kia ở trong đời chỉ là cơn mưa mà thôi. Đời cứ khen chê về anh thôi mặc kệ đi. Mình nói thế thôi nhưng thật ra lòng không quên được đâu. Phải điếc không nghe hay phải tập lặng nhìn rồi cho qua. Tập ngước lên trời không cúi đầu để nước mắt đừng rơi, nước mắt đừng rơi. Câu vừa rồi là câu mà Quỳnh thích nhất đấy. Phải điếc không nghe đúng không anh? Phải điếc không nghe hay phải tập lặng nhìn rồi cho qua. Đó là cái triết lý cuộc sống đấy. Đôi khi là phải giả bộ không biết gì hết cho đỡ mệt. Ok, mọi người nhớ xem chương trình ca sĩ bí ẩn nha. Hai hàng tuần. Trên HTV7. Chú trai nha. Chú Tài. Bây giờ kêu bằng chú, qua đây bác kêu tùm lum vậy á. Cách đây có mấy tuần thôi bác kêu tôi bằng anh. Tôi vô đã bác khoanh tay bác cúi rồi chú dạy con chào chú. Chú nghĩ sao khi em gọi anh là chú? Thấy chưa, cái bà này là bà chứ. Đúng là anh thì còn cơ hội mà chú là hết cơ hội là bích cửa. Bích cửa. Chú kêu chú mà xin em. Bà này bác làm. Ừ, cái này mấy năm bà đã làm vậy rồi. Bác gọi phone tôi nó làm phim nghe bác gọi. Alo. Chú đúng tới giờ nghe chú. Đừng có để chú em nhắc. Đừng để em nhắc. Tài dễ thương mà. Sao so sánh gì được? Sao bên là 6 muối, bên ta có 1 muối đây, mà. Đây. Giữ ra. Đây cũng là muối luôn. Anh em hồi rồi cũng luyện chơi quần phúc. Tập tạ là do Ngọc Sơn tao luyện cho nha. Đó. Đúng không Phúc không? Mỗi ngày là ăn là quá trời. Đây là 6, cái này 1 nè. Đó, được không? 3 năm thật đứng đây bắt phải chọn. Không thể chọn được. Mình không, tốt nhất là không nên xen vào ba gia đình này. Thì chưa gia đình. Chưa còn nguyên, còn nguyên. À thế hả? Chưa hả? Ừ. Năm sau người chúng gia đình. Một suy nghĩ là được đây chỉ còn có chàng trai trẻ này là có gia đình thôi, còn đây là chưa có gia đình nè. Cái gì? Có rồi luôn rồi. Trời ơi, đâu ngày ông Tài ông quên hết gia đình phải. Chú Tài anh đâu, anh đâu có tuyên bố lên báo hay là tuyên bố gì đâu mà có. Ông Phú Quỳnh giỡn mà. Anh được báo đấy. Anh là hình nền điện thoại là hình vợ. Một người đàn ông là chuẩn men. Chuẩn người đàn ông của gia đình. Dạ sao anh thi đi mấy chương trình nha, anh thấy anh toàn đứng anh bắt chuyện với mấy cô diễn viên mấy người gái đẹp. Cái anh tưởng đâu anh chưa có gia đình nên là anh muốn cái khuyết điểm của anh là anh thích nói chuyện với phụ nữ trẻ khổ vậy đó. Nhưng mà nói chuyện thôi. Anh chỉ nói chứ không có làm gì hết trơn á. My baby love you so much forever you and I love you. How I love you so much forever you and I. Baby please tell me why. Sao em ra đi không một lời nói. Lời yêu đơn lúc trước thì nói và chờ người mong em trở về baby. Phương Khang tới đây tham gia chương trình ca sĩ bí ẩn với một vai trò gì? Không nói đâu, đón xem đi rồi sẽ biết nha.